Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Vào ngày 26 tháng 7 mình có một cái video đó hướng dẫn ăn chia 10.000 top cần mini NFT được. Thì bạn nào có làm dự án này thì các bạn cần chat vào claim nha các bạn. Thì airdrop này dành cho người may mắn hay sao mình cũng không biết nữa các bạn. Thì để claim được thì bạn mở định vị cái chocolate của mình ra nè. Rồi các bạn copy phần link, chứ phần link mô tả với video của mình các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn gỡ nữa. Rồi sau khi gỡ xong thì bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi thì các bạn nhấp vào bao cái gạch cùng nữa các bạn. Thì sau khi bạn nhấp vào bao cái gạch cùng thì nó có hình cái bàn tay này nè các bạn. Nếu mà các bạn nào nhận thì nhấp gạch này nè các bạn. Có hình một bàn tay này thì bạn nhấp vào cái mục này nè các bạn. Bấm vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim. Thì các bạn sẽ tốn phí một chút phí ga BNB nha các bạn. Thì mình cũng đã claim về rồi nè các bạn. Thì mình copy nè. Thì một NFT này mai mình sẽ hướng dẫn các bạn sau này nó có biết sàn nào bán mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp các bạn. Vì cũng khuya quá nên mình cũng gọi các bạn check con chắc các bạn. Rồi bạn qua một ERC-21 nè, mình đã nhận được một NFT này các bạn. Một CNCB NFT này. Như là cấp vàng, cấp bạc, cấp đồng các bạn. Ok, vậy video mình đã cập nhật dự án đến đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.